Chế tài với bệnh nổ. Quý vị thân mến, thay vì quảng cáo chất lượng khám chữa bệnh, một số cơ sở đã cố tình hoặc vô ý nổ quá mức. Khi y tế tư nhân ra đời ngày càng nhiều, đặc biệt là lĩnh vực thẩm mỹ phát triển để thu hút bệnh nhân và cạnh tranh giữa y tế tư và công. Một số cơ sở y tế tư nhân đã đầu tư nhiều cho quảng cáo. Thay vì quảng cáo chất lượng khám chữa bệnh, một số cơ sở đã cố tình hoặc vô ý nổ quá mức. Mới đây, Thanh tra Bộ Y tế đã đi kiểm tra nhiều phòng khám, bệnh viện và phát hiện rất nhiều cơ sở quảng cáo nhưng không xin phép theo quy định. Nhiều cơ sở đã sử dụng những từ ngữ nhằm tôn mình lên là nhất, duy nhất, số một, nhưng lại không chứng minh được mình là nhất, duy nhất, số một. Điều này vi phạm Nghị định số 38/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Y tế là lĩnh vực liên quan sức khỏe, có sự tác động vào cơ thể để chữa lành bệnh, để làm cho đẹp hơn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Và vì vậy, liên quan đến quảng cáo, tiếp thị cũng cần có giới hạn, chừng mực. Người dùng sản phẩm y tế rất dễ bị tổn thương nếu chất lượng dịch vụ không như những gì cơ sở quảng cáo và cũng có rất nhiều tranh chấp xảy ra, chưa nói đến quảng cáo nổ là vi phạm pháp luật. Hiện nay, trong lĩnh vực y tế, việc xử phạt vi phạm quảng cáo lại áp dụng hình thức xử phạt chung về văn hóa và quảng cáo. Vì vậy, chưa có sự tách bạch. Mỗi ngày mở mang xã hội thì kiểu quảng cáo không phép, quảng cáo nổ cứ rôm rả. Nếu xác định rằng quảng cáo liên quan đến y tế là ngành nghề rất nhạy cảm, quan trọng thì cần có hành lang pháp lý riêng biệt, có thể nhân đôi, nhân ba mức xử phạt so với hiện nay để ngăn ngừa quảng cáo không phép, quảng cáo nổ. Bên cạnh chế tài bằng tiền, đình chỉ những cơ sở quảng cáo kiểu như trên, nếu tái phạm thì cần xem xét trách nhiệm những người đứng đầu trong các cơ sở đó, như cấm đứng tên kinh doanh, giấy phép hoạt động với ngành nghề có điều kiện, không thể cứ kiểu bị phạt hôm trước, hôm sau vẫn vi phạm như cũ. Viện Kiểm sát đề nghị tăng án với 28 người trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng. Kính thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao cho rằng mức án Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên với Phan Lê Hoàng Anh, con trai của chùm buôn lậu và 27 người khác là quá nhẹ, chưa tương xứng với hành vi. Trong kháng nghị mới ban hành, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đề nghị tòa cung cấp xử phúc thẩm theo hướng tăng án với 28 trong 74 bị cáo tại vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng. Đây là 28 người tại phiên sơ thẩm đã bị phạt 3 năm 6 tháng tù, 3 năm tù hoặc cho hưởng án treo hay phạt tiền. Hoàng Anh là con trai của Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh, chủ mưu vụ buôn lậu. Theo Viện Kiểm sát, để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam, bị cáo Hữu cùng các đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn rất tinh vi. Trong đó Hoàng Anh đảm nhận việc thanh toán tiền bán xăng nhập lậu với những đầu mối tiêu thụ và giúp cha chuyển khoản. Vai trò của bị cáo Hoàng Anh rất tích cực, là mắt xích quan trọng thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ quá trình mua bán xăng nhập lậu. Kháng nghị nêu và đánh giá hành vi của Hoàng Anh là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng án sơ thẩm tuyên 3 năm 6 tháng tù là quá nhẹ. Trong 27 bị cáo còn lại bị kháng nghị có Dương Văn Mẫn, Trịnh Xuân Mơ, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Xuân Hà là thuyền trưởng, thuyền phó các tàu Nhật Minh 07, 09. Viện Kiểm sát đánh giá 4 bị cáo đã chỉ đạo và cùng thuyền viên giúp ông Hữu vận chuyển xăng lậu rất nhiều lần. Bị cáo Mẫn, Hiệp, Mơ còn sử dụng các hồ sơ, hóa đơn, chứng từ khống nhận từ bị cáo Hữu để đối phó với các lực lượng chức năng. Đồng thời 4 bị cáo đã chỉ đạo các thuyền viên pha bột màu, dung môi và lượng xăng nhập lậu. Nội dung kháng nghị cho rằng hành vi phạm tội của 4 bị cáo Mẫn, Mơ, Hiệp, Hà chỉ sau bị cáo Hữu và Hoàng Anh. Các bị cáo còn lại đang bị điều tra trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, in và phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, nhưng Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ tuyên 3 năm tù với mỗi bị cáo là quá nhẹ. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao cho rằng 28 bị cáo đều phạm tội đặc biệt nghiêm trọng theo khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù và cùng có tình tiết tăng nặng. Nhưng tòa sơ thẩm lại phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chỉ phạt tiền. Các mức phạt trên bị Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao đánh giá là không tương xứng với vai trò, tính chất, mức độ phạm tội đã thực hiện. Bản án sơ thẩm tuyên ngày 8 tháng 12 năm 2022 xác định từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, nhóm Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng, đã dùng tàu Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn, Western Sea 5.000 tấn, vận chuyển 48 chuyến xăng nhập lậu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng về Việt Nam. Trong đó nhóm này đã tiêu thụ hơn 197 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng ông Hữu hưởng hơn 156 tỷ đồng.
Ngoài việc hợp tác với ông Hữu, cuối năm 2020, Viễn cùng với Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường đang bỏ trốn, góp 19,3 tỷ đồng mua hai tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu. Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn trở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua hai tàu trên và đưa vào các cảng Bắc Vân Phong chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương với 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng. Sau 2 tháng xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt ông Hữu 16 năm tù, Viễn 17 năm tù, Nguyễn Minh Đức 10 năm tù về tội buôn lậu. Các bị cáo khác bị phạt tiền bằng thời gian tạm giam cho hưởng án treo đến 15 năm tù. Riêng cựu cán bộ hải quan Ngô Văn Thụy bị phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Bác sĩ ngoại bị tước chứng chỉ hành nghề vì chữa bệnh vụ lợi. Quý vị xem đài thân mến, bác sĩ Lee Wang Kyu, người nước ngoài, chuyên sản phụ khoa, làm việc tại phòng khám ở quận 5, bị Sở Y tế tước chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong 3 tháng. Theo thanh tra Sở Y tế, bác sĩ này đã chỉ định sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi, đồng thời lập hồ sơ, bệnh án, bệnh nhân nhưng không ghi rõ đầy đủ các mục theo mẫu quy định. Ngoài bị tước chứng chỉ hành nghề, bác sĩ này còn bị phạt 9,5 triệu đồng. Bác sĩ Lee Wang Kyu là một trong 5 bác sĩ bị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phạt vi phạm hành chính sau đợt kiểm tra các phòng khám từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 12. 4 bác sĩ khác, người Việt thuộc các phòng khám khác nhau bị phạt do sai phạm như cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép. 3 phòng khám đa khoa, 1 bệnh viện thẩm mỹ cũng bị phạt. Như phòng khám đa khoa Đại Việt ở quận 11 lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ, không bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị điều kiện vệ sinh phù hợp với yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám chữa bệnh. Phòng khám còn quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung theo quy định. Phòng khám này bị Sở Y tế phạt 64 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong 2 tháng và buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Thẩm mỹ Jangin quận 1 bị phạt 70 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo. Hai công ty phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng, phòng khám đa khoa Tháng 8 vi phạm quy định hoạt động khám chữa bệnh. Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh gần đây ghi nhận nhiều phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài, chủ yếu là phòng khám Trung Quốc, vi phạm quy định trong hoạt động khám chữa bệnh. Sau một thời gian tạm lắng do dịch bệnh COVID-19, một số người hành nghề chưa nắm bắt được chuyên môn trong quá trình điều trị, chẩn đoán, điều trị chưa đúng phác đồ của Bộ Y tế, chỉ định kháng sinh không phù hợp với phác đồ, không có chứng chỉ đào tạo chuyên môn phù hợp, vẽ bệnh để thu tiền cao. Theo quy định, người nước ngoài hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam cần chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế cấp, giấy phép lao động do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội của địa phương nơi hành nghề cấp, có người phiên dịch. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh mới đây kiến nghị Quốc hội sớm thông qua luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, trong đó quy định bác sĩ nước ngoài muốn hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam phải thi chứng chỉ, thông thạo và nói tiếng Việt khi khám cho bệnh nhân. Tình trạng các phòng khám vi phạm quy định hoạt động xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại. Lỗi hay gặp là lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật, không đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị, trang phục phòng hộ, điều kiện vệ sinh cá nhân phù hợp với yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn, quảng cáo không đúng, không phù hợp với nội dung đã được xác nhận, quảng cáo quá phạm vi chuyên môn đã được cấp phép hoạt động, đặc biệt trong điều trị bệnh nam khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ. Ngoài ra, nhiều phòng khám còn hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định, người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Do đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng nặng hình thức xử phạt như thu hồi vĩnh viễn chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, giấy phép hoạt động nếu tái vi phạm, nhất là các hành vi liên quan đến đạo đức hành nghề. Bên cạnh đó, Sở cũng đã thiết lập đường dây nóng 0989 401 155 tiếp nhận cuộc gọi của người dân phản ánh khi bị các phòng khám lừa gạt vẽ bệnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.